Một em đầm freestyle mới về cho các chị mình nữa đây ạ. Một cái thiết kế vừa sang mà lại vừa rất là trẻ trung luôn. Mã em đang mặc trên người là D20133. Mẫu này em đang lên cho các chị mình là gam màu hồng dâu nha. Một cái gam màu rất là ngọt ngào và nhìn rất là trẻ trung luôn. Em đang mặc cho các chị mình mẫu này á, thì form dáng của nó sẽ là form xòe dài, chân váy dập ly, đầm hai lớp với chất liệu là vải lụa thì mặc rất là nhẹ nhàng và rất là mát. Và đối với đầm freestyle á, thì những chị nào đã từng mặc qua rồi, các chị cũng biết là dạng đầm này thì rất là dễ mặc luôn. Tại vì thiết kế của nó là dập ly, co giãn theo cái số đo của mình nha. Đây các chị mình có thể thấy nè, em kéo thì nó sẽ co giãn thoải mái luôn. Và khi buông tay thì nó sẽ trở về cái form ban đầu. Cho nên là với các chị dáng người to nhỏ mình đều có thể mặc được. 45 cho tới 75kg thì em sẽ bao vừa cho mẫu này nhé. Cổ áo sẽ là dáng cổ tròn, thiết kế phần tay là tay ngắn. Đầm này thì ở phần hông áo nó sẽ điểm xuyến cho mình một cái cành hoa như thế này, kết hợp màu be cực kỳ nổi bật đúng không các chị? Phần eo thì sẽ có đai thắt điểm nhấn cho mình luôn ạ. Mẫu này đang có chương trình rất là ưu đãi và số lượng cực kỳ giới hạn, cho nên các chị mình đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại bên dưới giùm em nha.